Chào các bạn, các bạn đang ngắm chiếc ấm trà Tâm An quay ngang với chất gốm mộc mạc và giản dị. Tâm An vạn sự an. Đây cũng là một chiếc ấm nằm trong bộ sưu tập của sen và gốm. Với dòng ấm quay ngang này, khi mà chúng ta rót trà thì cái tay cầm sẽ hướng về phía tim và sẽ cần một chút lắng đọng, một chút sự cẩn thận và khá là phù hợp để thiền trà. Mình hay dùng ấm này khi mình đọc sách và ngồi trong không gian yên tĩnh. Nếu bạn có cùng sở thích về đọc sách với mình thì mời bạn mang chiếc ấm trà Tâm An này về nhà nhé. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Bên trong này sẽ là lưới lọc đục hoàn toàn bằng tay thủ công. Cái vết này chỉ là cái vết mà chưa được làm sạch vào cái rẻ bên trong thôi. Đối sản phẩm hàng kỹ của xưởng gốm nghệ nhân thì nắp nào sẽ liền với cả cái phần thân ấm đấy. Bởi vì sẽ trải qua những cái bước mà hôm trước mình đã quay cho các bạn xem ấy, chính là bước xoa ấm rất là cẩn thận. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.